mắt tôi đau vậy trời? Mắt không bạn? Ê, có phải em đang trêu đùa anh đấy thôi? Xả hàng bom, xả hàng tôm, áo pha đi, đi 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 đi. Hôm nay em theo gì? Kêu nó lấy bệnh của sao bệnh cho nó nghỉ kìa. Nó nói một ngày mà nó kiếp chuyện nó nghỉ phải 80 lần. Được chứ tôi không biết mai mốt nó có vợ có con nó làm gì nó sống nuôi vợ với con nữa. Trời ơi một ngày mà nó kiếp chuyện nó nghỉ phải 40 lần mấy chị. À, mấy chị ơi cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nha. Đi lên lầu lấy 10 hộp son xuống đây mẹ bây giờ lùng ơi. Mười hộp son dựng cái bao son ngay chỗ tường đó thấy không? Chỗ cái khúc ngà, ngà chỉ, ngà ba, chỉ chỉ. Lấy 10 hộp son. Chờ một chút nha mấy chị. Cái tay em nó bị xước hết trơn hết trời. Nó bột hoài cái móng nó mỏng á mấy chị ạ. Nó gãy không còn sót một cái minh giáp luôn. Sao anh mặc áo mặc quần quần tí hả? Ai biết. Lấy đồ lấy chứ đừng lấy quần quần sao ảnh mặc nha. Rồi lên hàng sale tiếp tục mấy chị. Ngày em ra đi. Hôm nay em sẽ sale cho mấy chị một bộ này nè. Hôm nay em sẽ sale cho mấy chị bộ này. Bộ này em sale là mấy chị bập bập lên. Cảm ơn chị Châu. Muốn nói cảm ơn mà nói không được luôn. Mấy mốt em sẽ cho mày lại cái bộ ống rộng này cho mấy chị. Mặc quá trời mê luôn. Mặc mê lắm. Rồi lên đồ nha. Rồi bữa giờ em mới thấy chị Ngọc Tâm á. Hôm nay coi như mấy tháng cao mới thấy là chị Ngọc Tâm á. Mua đồ đi chị. Em định là ngày mai ngày mốt em đi đắp lại nè. Chị ơi coi nè chị. Ổng không có móng tay giống như bị cùi á. Thôi kệ mẹ cho em đẹp lúc nào đẹp với chị. Mấy mốt chết đâu có đẹp được. Điều nay đang họp thấy like đồ mà không xem được tiếp. Các con like cũng đâu có đồ mua đâu. Hôm nay giờ đầm là hai mẫu đầm với một mẫu gì nữa đó. Có đầm một trai luôn. Ha. À, alo chị Thúy đừng thi. Có camera nó nằm chính giữa chưa vậy? Rồi. Ừ nó phải ngồi được vậy. Rồi em lên mẫu này em sale cho 200, mẫu này là mẫu quần dài. Mẫu này là 250.000. Em sale cho mấy chị với giá là 170.000 nha. Mẫu này nè. Mẫu này đẹp lắm. Bấm giùm em nút chia sẻ đi mấy chị. Biết đâu trên đường đời tấp nập mấy chị lỡ dọc phải cục cúp kim cương. Rồi sale bộ này. Mấy chị nó xếp đẹp lắm. Mấy chị thấy cái tà trước nó dài không? Rồi.
Chốt giùm em bộ này sale 170, bộ này em có 3 size. Dưới 70kg, dưới 80kg và dưới 90kg. Bộ 100kg thì không biết còn không nữa. Nói chung là hàng nhà em lúc nào cũng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Mà em nói cho mấy chị nghe, là có nghĩa là hàng này, hàng chính quy bên em cho đổi trả, hàng sale bên em không cho đổi trả. Mấy chị lưu ý giùm em, đổi trả khi mà chỉ khi hàng chật mặt tét dấu hoặc là bị lỗi nha, mấy chị lưu ý giùm nha. Chứ không có trao đổi cái kiểu mà chị ơi em hơi bị rộng cái lưng tí thì đi bóp lại giùm em. Tại vì sao? Hàng may theo số đo của big size, cho nên là mình không có may theo số đo của mấy chị, cho nên lưu ý giùm em ha. Rồi lên bộ này sale 170 nè, lên bộ này sale cho mấy chị 170 ngàn. Bộ này có 4 size mấy chị, kèm với quần dài ống bắp. Bộ này kèm với quần dài ống bắp cho em nha. Đây. Rồi bộ này 250 xe mấy chị, có 170 ngàn, quá rẻ luôn. Rồi chốt giùm em bộ quần dài ống bắp hoặc là bộ caro. Bộ caro bự. Bộ này 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Nha. Rồi chốt giùm em bộ caro ống bắp nè mấy chị. Sao? Chào như ý Nguyễn nè. Dưới 90kg. Hình như còn 100kg mấy chị. Bộ này dưới 70kg. Rồi chốt lên giùm em bộ caro. Bộ caro còn bộ 100kg luôn nè mấy chị. Rồi bộ caro mấy chị ơi. Mấy cha, máy bị đứng như sao vậy mấy chị? Máy ủa đâu hết rồi? Lấy cái bao đầm ren trắng vô đây. Lấy cái một cái size lời vô đây. Bộ cổ trắng hồi trưa like 101 còn size hay không? Còn da không? Nhưng mà để cái bao hàng ở đâu để chị kiếm nữa à? Không biết chiều hả nó có đem qua sale lên lầu không nữa. Mấy chị chờ em chút xíu đi mấy chị. Em có cái hàng về là cái hàng gì một cái. Mấy chị chờ em một phút nha. Một phút thôi. Em coi bữa ai đặt bộ beo nè. Bộ beo cho em một phút nha mấy chị nha. Cho em một phút thôi. Anh Tâm Tâm Út 10, anh ơi ghi chữ Út 10 có dấu nè. Út 10 221 Bến Tre. Nhớ giùm nha. Út 10 221 Bến Tre bộ bi rồi nè. Bộ beo chứ lộn. Rồi bây giờ sale cho mấy chị bộ beo 150 ngàn luôn. 250 sale 150 ngàn bộ beo. Qua cho anh Phúc luôn. Em hỏi đi. Lai quay là em bao đêm lên coi em khóc luôn không mấy chị. Em kiểm tra bộ beo còn hay gì không ấy. Không có hay gì là quan ý xin lời. Kiểm tra hết này. Rồi em lên bộ beo này 250 nha. Xe mấy chị còn 150 nè. Xe mấy chị bộ beo này còn 150. Đây. Bộ beo này cổ yếm đẹp lắm mấy chị. Rồi ít lời đi. Còn lại cho em chờ chút mấy chị. Rồi bộ này là bộ beo nè. Bộ beo này vải lụa. Bộ beo này là bộ beo yếm. Xe cho mấy chị còn 150 ngàn.
Bộ beo này dưới 75kg và dưới 85kg nha. À, bộ beo này bây giờ chỉ còn hai size thôi, dưới 75 và dưới 85. Em là 88kg mà em mặc XL vẫn còn hơi rộng thoải mái. Rồi chốt giùm em bộ beo nha mấy chị nha. Bộ beo này sale 150.000. Beo này sale 150.000. Vậy nào chốt bộ beo, chốt lên giùm em bộ beo ha. Rồi lên giùm em bộ beo mấy chị. Đây là hàng mới về. Đẹp quá mấy chị. Beo 75kg của Phúc Chi. Phúc Chi size L. Đây bộ size L. Nè đầm mới về nè mấy chị. Đây là đầm mới về nha. Đẹp ha. Trời ơi xinh quá trời luôn. Cái bộ beo này chị Hồng Lê mặc sẽ bị rộng. Tại vì cái bộ này size số 1 là hơi rộng hơn bình thường, cho nên bộ này chị Hồng Lê bị rộng, cho nên chị Hồng Lê đừng lấy. Lấy thì vừa rồi đó, nhưng mà rộng, hơi rộng. Đó, cho nên chị có thích. Đầm này mới về 4 size 280.000 nha. Đầm này mới về 4 size 280.000, đầm này đẹp ha. Rồi cái đầm này form hơi bị đẹp luôn mấy chị. Rồi, lấy cái đầm này tí ơi, size XL phải không? Đầm này size XL chốt cho Kim Vẹn. Beo của Út Bụi Trần nè. Út Bụi Trần. Út Bụi Trần 150.000. Kim Vẹn 280. Cái con đầm này em có tổng cộng 4 size nha mấy chị. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg giùm em ha. Vậy nào chốt đầm này thì chốt lên giùm em nè. 4 size nha mấy chị nha. 4 size. Lấy cho Nguyễn Phượng quận 12 một cái hay gì con. Đầm đó luôn. Đầm này là quá mê mấy chị ơi. Đầm này quá chị mê luôn. Chào chị Kim Duyên đây. 4 size mà vải co giãn mịn lắm. Vải co giãn rất là mịn. Nói chung phơm đầm này quá tuyệt vời. À, rồi đầm này chốt cho. Lấy size 3, 3 hay gì chị bé lòng. Nguyễn Phường quận 12. Rồi lấy một cái XL. Một cái XL dưới 80kg cho Linh Hoài. 280 đồng này. 280.000 đồng này. Đồng này mấy chị mặc đi tiệc rồi rất là xinh. Chỉ còn một cái túi xách thôi mấy chị cũng xinh nữa. À, con này chỉ còn một cái túi xách là mấy chị cũng đẹp rực rỡ nữa. Linh Hoài. Nguyễn Phường quận 12 chưa con? Rồi ở trong ngoài đó có mẫu gì về lấy đem cho về nha. Rồi mấy chị ơi, em đang sale 2 set. Có một set này bị rụng lại nè. Một set này chị nào cho coi lại bộ beo đi, chế mới vô. Ok lên nè. Bộ beo size L. Ok yeah. Võ Phúc lấy cái đầm size L cho Võ Phúc con hơn. Lấy cái đầm size L cho Võ Phúc. Võ Phúc size L. Nguyễn Hạnh Bến Tre. Bộ beo size L. Size L của Nguyễn Hạnh Bến Tre. Ủa bữa giờ chị Nguyễn Hoài Bến Tre này có đặt rồi. Áo vú không ta? Rồi bộ beo này mấy chị, nó là lụa nha. Nó là lụa rất là ok Lan ơi. Bộ beo này là áo yếm. Bộ beo áo yếm sale còn có 150.000. Rồi con đưa cái đầm cho cô Võ Phúc chưa? Đầm 280. Bộ này dễ thương lắm mấy chị. Bộ này mặc lên rất là dễ thương nha. Dễ thương cực kỳ. Rồi chị nào chốt bộ beo chốt. Em còn rụng lại một bộ môn nè. Mấy chị chốt giùm em môn làng. Môn làng này size dưới 72-73kg, bộ này đẹp lắm. Bộ này em nói mấy chị nọ cái vải không mấy chị cũng mê ha. Rồi chốt giùm em bộ môn. Bộ môn làng mấy chị kèm nguồn dài. Bộ này môn làng này sale cho mấy chị 170.000 luôn. Chốt giùm em 170.000. Chốt giùm em là 170.000 bộ môn. Bộ môn em còn một bộ thôi. Lên giá kiềm chị Yên xuống 2 bao thun giấy đi. Rồi bao thun giấy nha. Bán cho mấy chị 70.000. Nguyễn Hạnh Bình Thuận chứ phải Nguyễn Hạnh Bến Tre. Áo yếm nè chị. Áo yếm nha. Bộ này mà chị nào mà bụng lớn bụng nhỏ, bộ này chị lấy số 1 thôi chị Kim Hải. Bộ này chị lấy size L thôi. Bộ này size L là 75kg cũng đã vừa rồi ha. Beo Kim Hải. Bộ này Kim Hải lấy size L thôi. Kim Hải size L 150.000. Rồi chị Kim Hải có lấy đầm thì lấy cho em nha. Hai mẫu nào mới về con đưa size L vô đây. Đây mấy chị. Đây. Đầm này 280.000, hơi bị đẹp luôn. Gì con?
bộ bê 70kg của Lê Lan còn size L. Rồi Lê Lan nè, Lê Lan một bộ bê. Trời ơi, hôm nay em nói thiệt mấy chị, chưa gọi áo vú vào dài để em sợ. À size em nha, Như Nguyễn lấy bộ bê, Như Nguyễn thành phố lấy bộ bê. Bộ bê của Như Nguyễn thành phố 150.000. Đúng rồi, bê size L chị Kim Mai. Em nói thiệt, ngày hôm nay là coi như chị nào mê đầm là chết luôn. Thiệt á, hôm nay chị nào mê đầm là từ chết tới bị thương thôi. Rác của Hồng. Hôm nay chị nào mà mê đầm là từ chết tới bị thương. Rồi đầm ngọc trai 280 luôn á chị ha. Hồi nãy là đầm ren đúng không? Thì hôm nay em lên cho mấy chị đầm ngọc trai. Trời ơi má ơi, chụm má nó đẹp nè mấy chị. Trời ơi, thật sự là hôm nay ha, hôm nay mà chị nào mà chốt hai mẻ đồng này là coi như chị đó trúng mánh luôn. Nó lại đồng ngọc trai hơn 10.000. Chưa lên riêng được đâu Hồng Nhung. Bé 70kg size L của Ngọc Dầu. Ngọc Dầu inbox địa chỉ số thôi. Hôm nay chị nào chốt mẻ đồng không là mấy chị cũng trúng mánh nữa. Hôm nay mấy chị chốt mẻ đồng không mấy chị cũng chốt, cũng trúng mánh nữa. Ha. Ủa bộ đen là bộ nào? Nãy giờ em đâu có lên bộ đen chứ. Nãy giờ có lên bộ đen không? Chưa lên bộ đen luôn. Rồi cho chị Kelly Nguyễn một cái đầm ngọc trai. Rồi kéo băng keo đi luôn ơi. Đầm ngọc trai Kelly Nguyễn size L. Lông. Dạ Phúc đầm ngọc trai size L luôn. Đầm đá đầm riêng. Trời ơi tôi mới sợ tôi nhắc đã xong. Kelly Nguyễn một cái đầm ngọc trai. À, A Kim nhận được bill dưới chưa? 208. Cái Lê Nguyễn một đầm ngọc trai, Võ Phúc một đầm ngọc trai size L. Con lấy đúng ngọc trai nha. Đầm này đẹp lắm. Hồng Lê một cái đầm ngọc trai. À, xin địa chỉ số điện thoại của Hồng Lê luôn. Coi lấy cẩn thận cho lộn nha. Cô Hồng Lê một cái đầm ngọc trai size L. Trái tim bên lề một cái đầm ngọc trai size 2X 90kg. Mấy con này hôm nay vải đẹp lắm. Chờ chút chị Hoa Đào Nguyễn. Dạ ok chị A Kim. Trời ơi hai con đầm ngày hôm nay về đẹp quá A Kim ơi. Lấy vô cho chị Kim móc tí ơi. Hai con đầm ngày hôm nay về coi như dùng từ là quá xuất sắc luôn. Là mấy chị chết không có sống nổi đâu. Đây nè, con mã đầm ren nè. Đẹp ha. Trời ơi con nè. Đây. Nè. Ôi là dáng hơi xè xè rất là đẹp. Mà đầm nhà em may lúc nào cũng dài quá gối. Rồi mấy chị coi con đầm ngọc trai nè. Đầm ngọc trai với đầm tầng nè. Trời ơi con này quá mê luôn mấy chị ơi. Con này mà em không đăng nha, em đăng một phát là coi như chết luôn. Con đầm này mấy chị đi ăn tiệc là mê mẩn ha. Mà mấy chị ơi đầm nhà em phải coi giãn dữ dằn lắm. Rồi lấy cái đầm ren cho A Kim size XL. Đầm ren XL của A Kim nha. 208 chị A Kim có lấy đầm ngọc trai không? A Kim thấy trên lò đầm ren nha con. Anh con ngồi đó con bé nó bị lộn á. Đầm ren. Rồi mấy chị, em nói mấy chị nha. Ngày hôm nay về con đầm ngọc trai mê lắm. Ngày hôm nay mấy chị về con đầm ngọc. Trang nó bị khùng rồi. Ủa coi cái áo này là cái gì? Đưa cái bao áo vô đi con. Đồ thứ hai biết à, đồ đồ là thứ bảy đúng rồi.
lấy cho chị A Kim thêm một cái đầm ngọc trai nữa. A Kim XL. Con mà nó bị điên rồi. Mấy chị chờ chút em thử cái áo thử nha. Đầm ren với ngọc trai. Ờ, lấy cho chị Liễu Thu một cái đầm ren XL, một cái đầm ngọc trai XL. Ừ, đó chị Liễu Thu. Cái con áo này mới về ngày hôm nay nữa chị. Áo này mới về ngày hôm nay ha. Áo này mới về ngày hôm nay. Gửi cho em một cái cúp ngực em chỉ có 40, 42, 44 chứ không có 43 chị. Chị lấy cúp ngực 4 mấy. Áo này đẹp không? Con này 180 nè mấy chị. Liễu Thu là 2 cái luôn đúng không? Liễu Thu 2 cái, một cái ren, một cái ngọc trai nha. Kiểm tra cho kỹ cho mấy chị nha. Con này á mấy chị, con này á nè, con này form đẹp đó. Mấy chị thấy form đẹp không? Con này form rất đẹp. Con này chị Hương Nguyễn mặc được nè. Con này chị Hương Nguyễn mặc được nè ha. Đây, con này mặc với sọt, mặc với quần tây đi làm, mặc với rin, nói chung mặc với cái gì cũng ok hết ha. Đó, ở đây đẹp bao nhiêu ký cũng có. Cảm ơn chị Ngọc Dầu. Mấy chị chờ chút nha. Cái con áo này nè, em cho con mấy chị coi đồng này nè. Cúp, lấy một cái áo cúp ngực size 44 của chị Trái Tim mình nè. Em cho mấy chị coi lại hai mẫu đầm ngày hôm nay về. Em cho mấy chị coi lại mẫu đầm ngày hôm nay về đẹp không mấy chị ha. Ôi, em nói mấy chị biết size mà may được cái form vậy là quá chuẩn luôn á chị. Quá trời chuẩn luôn á. Rồi cái con áo em đang mặc là bán cho mấy chị 180 ngàn. Nhưng mà chị nào mà dưới 70kg đừng mặc. Con này mặc theo cái kiểu bên lưng á mấy chị ha. Mặc theo cái kiểu bên lưng. Cho nên mấy chị mặc cái tay phòng phòng này dễ thương không. Nhưng mà có co giãn nha. Nhà em có co giãn ha. Rồi đây mấy chị, đây là con đầm ngọc trai 280. Con đầm ren với con đầm ngọc trai ngày hôm nay về đẹp lắm. Em đặt 100 cái cài áo Chanel loại lớn để về em bán kèm nha mấy chị mấy con đầm này. Em nói thiệt, mặc mấy con đầm này mà chỉ còn lên một cái Chanel là mấy chị mê nè. Đầm ren trắng nè. Hai con này quá đẹp luôn. Dạ em đứng lên cho chị coi, con này đẹp lắm nè chị Trái Tim mình là. Rồi con này form, con này form với vải mê. Mê say và nhẹ nhàng mà em không mặc áo vú ha mấy chị ha. Em không mặc áo vú. Mấy chị thông cảm nha, tại vì ở trước kính là giờ chắc hàng kín mít, nhà dưới cũng không có đường đi. Nói chung là nhà em giờ không có đường đi mấy chị ơi. Cho nên ngồi nó chật chật để camera nó gần gần vậy á. Rồi con áo này em có size từ, chị nào dưới 70kg đừng mặc nha. Em có size từ 70kg đến 100kg con áo này. Rồi chị nào chốt con áo 180, con này mấy chị đi làm được nè. Công sở được, nói chung là mọi thứ đều ok. Trời ơi, size 44 của chị Trái Tim mình là áo chống tụt. Chị Ngọc Dầu chờ em nha. Ngọc Dầu chờ em với. Ủa đưa cái móc vô chưa vậy hả? Đầm ngọc trai đẹp lắm chứ ơi. Hôm nay con phơm đầm ngọc trai về mê tay coi thử có bị xé màn hình được mấy lần được rồi. Quay máy này. Sao rét con hồng dữ vậy ta. Đây mấy chị. Trời ơi hôm nay mà mấy chị không chốt đầm ngọc trai chừng nào mấy chị chốt nữa mấy chị. Không biết là chừng nào mấy chị chốt được cái lô đầm ngọc trai luôn. Cái lô đầm ngày hôm nay của nhà em luôn á. Không em nói thiệt luôn ha. À, chút nữa hai bao đầm là con dỡ cái chỗ áo vú lên. Con dỡ gọn lo rồi con dẹp hết đi. Con chắc đầm lên chỗ đó. Nói chung mọi thứ đầm đều chắc vô đó hết để cho biết like. Chứ lần nào lấy hàng cũng làm biếng hết trơn. Con đầm ngọc trai 280 mà mấy chị ơi. Vải nhà người ta không coi giãn ha. Chưa về kịp ha. Kim Liên chị lấy đầm ren cho em chưa. Lấy một cái đầm ren size L cho Kim Liên. Lấy một cái đầm ren size L cho Kim Liên. Nè, đẹp quá chị Liên ha. Ôi đẹp quá trời luôn chị Liên ơi. Đẹp xuất sắc luôn á chị Liên. Một cái đầm mà size L của Kim Liên 280 ngàn. Rồi con áo em đang mặc là 180 nè mấy chị. Chị nào chốt con áo em đang mặc chốt giùm em. Con áo này mà kết hợp với lại mấy cái quần váy mấy bữa em bán là mê size mấy chị ha. Là mê với là size. Ai mà hay lắm nha, con vải này nhẹ nhàng lắm nha. Con vải này không phải poly. Nó giống như là gì ta. Đầm ren của Nguyễn Thương Bin Bin, size XL. Đầm ren đẹp lắm. Nè mấy chị. Dễ thương lắm luôn. Cái con áo này hôm nay về rất là dễ thương. Nhưng mà cái tay nó phùng đẹp lắm nha. 180 mấy chị.
Đầm đẹp lắm chị Lan Đỗ. Đầm ngọc trai của Phạm Thị Ngọc Gia sấy đây là. Rồi lấy thêm một cái đầm ngọc trai cho Nguyễn Chí Anh nữa, hai cái ngọc trai đây là. Hai cái ngọc trai, một cái Phạm Thị Ngọc Gia, một cái Nguyễn Chí Anh. Chị Lan Đỗ lén ăn trên 60 mấy ký đi gặp em. Vô đây gặp em. Em lo từ A tới Z cho chị về quần áo luôn. Ha. Em lo mấy chị bao xanh bao đêm luôn. Chị Thảo Phạm, đầm ren size L của Thảo Phạm. Áo yên mới mặc chị Ánh Ngọc. Đầm ren size L. Chấm áo ra Ánh Ngọc mà chưa có bill nha anh. Rồi Ánh Ngọc 180 nha. Ánh Ngọc 180 ngàn. Rồi lấy hai cái đầm ngọc trai cho Nguyễn Chí Anh với Phạm Thị Ngọc Gia chưa? Rồi. Rồi Thảo Phạm lấy cái đầm ren size L chưa? Thảo Phạm đầm ren size L nhắn tin cho Thảo Phạm. Lấy cho chị Ren Nguyễn một cái đầm size L. Đầm ngọc trai size L của Ren Nguyễn. Em một cô heo mà nhiều ớt khô nha Yên Mai, làm bill đi luôn. Ok. Cô heo 101 chị Nguyễn Chí Anh. Cô heo 101 nha. Cô heo 101. Mấy chị mà cứ đi ngang nhà em là mấy chị muốn ăn mắm đêm Phú Yên ghé cho em. Em tặng mấy chị chai. Thiệt. Mới vô 7-8 chai kìa. Ngon lắm. Em nói mấy chị ngon cực kỳ ngon mà tao nói về dẻ một chút tỏi ha. Một chút ớt ha. Đầm nào cũng qua đầu gối hết chị Như. Hồi xưa giờ chị Như mua đầm bên em là chị Như biết rồi ha. Đầm nào cũng qua đầu gối hết trơn. Mà ngày hai cái mã đầm ngày hôm nay về mê lắm. Hôm nay em về áo phá tây cũng đẹp lắm chị Vương à. Hai con đầm ngày hôm nay em về quá mê luôn á chị. Em mê mà em không biết diễn tả sao luôn. Mê. Khô heo là một hộp 250 gram rưỡi. Là 101 chị. Rồi cái con ngọc trai ngày hôm nay đẹp nè mấy chị. Nó là đồng tầng mấy chị thấy không. Mà đặc điểm của đồng tầng là mặt che được nay bụng rất là tốt nha. Đặc điểm của đồng tầng nha mấy chị nha. Đặc điểm. Rồi em lên bộ sale này nữa là em qua mẫu nè. Rồi bộ sale này đầu like. Chị nào chưa đặt thì bây giờ đặt ha. Nguyễn Chí Anh một hũ khô heo. Bộ đây nè mấy chị. Bộ này đẹp lắm. Bộ này có ở chít eo rất là đẹp. Bộ này sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Bộ này là quần dài ống bát nha. Quần dài ống bát. Vậy đâu chốt quần dài ống bát. Chốt giùm em quần dài ống bát. Bộ này 250 sale 170. Quần dài ống bát 250 sale 170 mấy chị. Sale 170 ngàn. Bộ này bây giờ em còn 3 size. A4 size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Còn bộ beo thì sale 150 nè. Đầm ngọc trai của chị Ánh Ngọc XL. XL của chị Ánh Ngọc 280 luôn. Và một hộp của em trai. Một của Nguyễn Chí Anh với là một của Phi Võ. Một của em của Nguyễn Chí Anh. Cái này một cô em của Thi Võ 101 cộng 101 nè. Rồi lên tiếp tục set nha mấy chị nha. Em lên tiếp tục set cho mấy chị nè. Thảo Phạm 170 nè.
Dạ Kim Hương Đinh size L. Giá trời còn bộ size L bán cho chị Kim Hương Đinh. Rồi hết rồi. Hết rồi chứ Kim Hương Đinh ơi. À còn bộ nào hơn quá. Kim Hương Đinh 170 ngàn. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Bên em á ha, là hàng chính quy, bộ này là 250 lần. Bên em hàng chính quy sẽ cho mấy chị đổi trả trừ trường hợp bị lỗi hoặc là chật cứng ha, đổi sai chứ không có đổi qua mẫu khác trừ khi nhà em hết hàng. Hàng sale bên em không cho đổi trả, nhưng mà mấy chị yên tâm là em lấy đúng size mấy chị ha, chứ không có cái kiểu mà ví dụ như size này mấy chị mặc không vừa mua size khác. Sao em mua người ta nói hết hết rồi mà chị, là sao chị Nguyễn Chí Anh, là chị nói cái gì em không hiểu. Sao em mua cái gì chị? Có lạp xưởng không chị? Lạp xưởng là chỉ giao ở thành phố thôi, chứ không có giao tỉnh được đâu chị. Bộ bò hôm bữa bán may cổ sâu hở quá vậy. Bộ bò. À bộ bò tại vì nó là cổ đắp chéo chị. Bộ bò nó là cổ đắp chéo mà. Bộ bi cũng vậy. Bộ bò với bộ bi là cổ đắp chéo chị ha. Còn nếu em nói với chị mà mấy người mặc mình mà may cổ lên này nè, là nó giống như con vịt cổ lùng vậy. Em nói thiệt ha. Rồi em bữa nay em sell cái set này là mấy chị mê liền, hứa luôn. Em sell cái set này là mấy chị mê vải đã lắm, vải coi giảm đã lắm. Coi giùm em nha, quần nè. Bộ này mà em sell một phát là mấy chị giật liền. Bộ đó chị không thích cổ hở thì chị Yên ơi, chị Yên thích xin địa chỉ của em lắm, thì phải lúc nào con nhỏ mặc đồ cũng xin. Dạ chị về chị may một cái đường vải qua, hoặc là chị may cái nút bóp là ok rồi chị. À, biết sao không, tại tổng cộng là ba lê lan lượng bà nội sò lộn ha. À, tôi đưa bộ này lên là mấy chị chốt liền nè ha. À, bộ nút bạc này đẹp không, kèm với quần đùi. Bộ này 240, bây giờ xe cho mấy chị là 180 ngàn cho hết hàng, ok chưa? Ok chưa mấy chị? Xe mấy chị 180 ngàn cho hết hàng bộ này nha. À, hơi bị đẹp. Cái ren cũng đẹp nữa mấy chị, cái nút bạc và cổ vest nha. Rồi bộ này em có size dưới 80kg nè. Bộ này em có size tới 100kg rồi nha. Chốt giùm em đen nút bạc. Chốt giùm em đen nút bạc dưới 90kg nè. Dưới 70kg cũng vừa. Dưới 90kg cũng có size. Nè tranh thủ chốt qua nha, cho số lượng rất là ít ha. Số lượng rất là ít, chỉ có vài bộ thôi nha. Cho nên mấy chị làm ơn tranh thủ giùm cho em ha. À, lấy bộ sale của A Kim XL nè. A Kim lấy XL. Chờ chút A Kim ơi. Rồi A Kim XL 180. Không gửi được đâu hư. Ok Nguyễn Thị Trúc Linh một bộ 100kg nè. Bộ này là hơi mê nha. Nguyễn Thị Trúc Linh nè mấy anh lùng ơi. Nguyễn Thị Trúc Linh xin địa chỉ số điện thoại. Nguyễn Thị Trúc Linh. Bên em không gọi điện chút hàng, em nói cái điều lưu ý cho mấy chị biết luôn nha. Là bên em like 2 giờ trưa với lại 8 giờ rưỡi tối, mà nhà em like là vợ chồng em làm. Nhà em một ngày 1-200 mil, nhưng mà nhà em không có chốt theo hệ thống. Cho nên là mấy chị cứ nhắn tin cho em, Yên ơi địa chỉ số điện thoại nè, xong rồi Yên ơi chị nhiêu ký nè, mấy chị thường xuyên nói chuyện với em là 1-2 like là em sẽ nhớ số ký của mấy chị nha. Đó ha. Rồi Nguyễn Trúc Linh có nè, Đào Thanh Thủy nút bạc 75kg. Đào Thanh Thủy lúc bạc 75kg là thấy XL ha. Để từ từ nha, coi thử con XL không nha gái ơi. Chứ thấy hết trơn hết trọi đây nè. Rồi XL hết trơn hết trọi luôn. XL có đúng một bộ à mấy chị yêu ơi. XL em có đúng một bộ thôi nha. Chị Đào Thanh Thủy là hết nè. Kelly Nguyễn bộ tay L 180 nè ha. Rồi chị Song Anh nè lùng ơi. Chị Song Anh 180 ngàn nè. Song Anh 180 ngàn. Chị Thanh Thanh nút bạc 180 ngàn. Thanh nút bạc 180 ngàn. Hết size của chị Liễu Thu nè. Nút bạc của Ngọc Trinh Ariel nè. Nút bạc của Ngọc Trinh Ariel 180 ngàn. Bộ nút bạc 70kg hết rồi. Nút bạc của Nguyễn Ngọc Thùy Trang nè. Để kiểm tra size nha. Tại vì lấy cái bì này bỏ bì kia, cái đôi lúc lộn nó khổ nữa. Rồi Nguyễn Ngọc Thùy Trang 180. Nút bạc XL hết. XL 76 của Dung Trần hết. Rồi còn một bộ nút bạc size L. Của ai mới nói size L mà hết nè. Rồi của Lê Lan. Rồi Lê Lan một bộ nút bạc 180 nè con. Lê Lan bộ nút bạc 180. Bây giờ em chỉ còn đúng một bây giờ chỉ còn đúng một bộ nút bạc size dưới 100kg nha.
đó. Caro ông bán dưới 70 kg của Hương Thùy còn đúng một bộ luôn Hương Thùy ơi. Rồi Hương Thùy 170 ngàn caro ông bán nè. Rồi còn đúng một bộ duy nhất của chị hết rồi. Bây giờ mà bộ ống ê đù, bộ này còn L nè. Ai chốt L, nút bạc là quần đùi. Em còn một bộ nút bạc size L nữa. À, em còn một gì? 170. Em còn một bộ nút bạc size L và một bộ nút bạc size 90 đến 100 kg. Mấy chị ơi, cái vải nhà em nó co giãn dữ lắm ha. Nó co giãn khi mà mấy chị mặc đồ rất là dễ chịu. À, size L chị Thanh Thanh. Bên em là size L là dưới 70 kg, hoặc là dưới 71-72 kg cũng vừa. Size XL là dưới 82 kg, và size 2X là dưới 90 kg, và size 3X là dưới 100 kg nha chị Thanh Thanh. Bên em livestream 2 giờ trưa và 8:30 tối, và em tuyên bố cứng cho em mấy chị luôn. Cái livestream ai em không biết, nhưng riêng livestream nhà em ngày nào cũng có hàng mới. Có ngày 100 triệu tiền hàng mới là bình thường mấy chị. Tuyên bố cứng luôn á, thiệt. Nhà em giờ không có tiền, chỉ có hàng thôi. Ai hỏi tiền là không bao giờ có. Nhà em chỉ có hàng thôi nha. Chỉ có hàng thôi. Rồi. Nút bạc của Nguyễn Chí Anh không còn. Bộ nút bạc là quần đùi vậy, là quần ngắn. Rồi em có một con áo hàng Thái. Em có một con áo hàng Thái. Nguyễn Ngọc Thùy Trang có rồi. Em có một con áo hàng Thái 60 đến 100 kg vừa vải đã. Rồi chốt giùm em con áo trắng. Áo trắng hàng Thái 100. Lấy size L hả chế. Rồi lấy size L của Liêu Thu luôn. Con này nè mấy chị. Con này ha. Con này là 60 đến 100 kg vừa con áo hàng Thái. Con này mà mấy chị mặc dưới quần sọc đen mê lắm nha. Con này mặc phơm giống quần là hơi bị đẹp luôn. Rồi chốt giùm em con áo Thái 160 ngàn. 160 ngàn áo Thái. Rồi bây giờ chị nào mà 90 đến 100 kg là trúng mánh nè. Có đúng một bộ caro này thôi. Chị nào 90 đến 100 kg là trúng mánh nha. Trúng mánh thiệt, không phải trúng mánh dở. Chị nào 90 tới 100 kg là trúng mánh thiệt. Nè bộ quần váy nè. Rồi xe cho mấy chị bộ này luôn. Trúng mánh thiệt, có mấy chị bộ này đẹp lắm. Bộ này em nói với chị là em không có bán luôn. Bộ này nè. Bộ này em không có hàng để bán luôn. Bộ caro 90 đến 100. Bộ caro quần váy. Chốt giùm em caro quần váy size 100 kg. Còn đúng một bộ sale 170. 250 sale 170 caro quần váy nha. Nhưng mà còn đúng một bộ duy nhất caro quần váy 90 đến 100 kg. Còn lại là hết nha mấy chị nha. Cái này là Linh lấy được nè. Thanh Đạo Nguyễn lấy được nè. Bích Thủy lấy được nè. Đại gái chị nào 100 kg lấy được. 90 đến 100 kg bộ này. Caro quần váy. Bộ này vải mê lắm. Quần co giãn, áo co giãn, mọi thứ đều co giãn nha. Mọi thứ đều tuyệt vời lắm mấy chị anh. Mọi thứ đều người dễ thương hết á. À, rồi còn đây là hai mẫu đầm ngày hôm nay về. Chị nào chưa chốt tranh thủ đầm là 280 nha. Cái đây là đầm ren trắng. Thanh Thanh ơi, vô trong tin nhắn cho dùm địa chỉ số điện thoại. Và đây là đầm ngọc trai. Đây là đầm ngọc trai. Anh chốt là cái bill của con bé vừa trưa xả đi. Tú Huỳnh hả? Tú Nguyễn hả? Rồi đây là đầm ngọc trai mấy chị ơi. Mấy con này mấy chị đi ăn tiệc được. Áo khoác lông chuột. Đây nè mấy chị. Trời ơi em nói thiệt nha, cái con đầm này mấy chị có size tới 100 kg đầm ngọc trai nè. Mấy chị tranh thủ chốt cho em cái con đầm ngọc trai này với. Con đầm ngọc trai này là 4 size. 4 size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Và đầm ren cũng vậy, 4 size ha. Trời ơi mẫu nào cũng đẹp hết Thảo. Bữa nay mà nè, tuần này dưới qua tuần sau là chị sẽ đánh 2 tuần đầm. Chị sẽ đánh 2 tuần mẫu đầm và đò và bộ lính. Với lại áo ở trong, áo dây ở ngoài, áo lưới á. Áo lưới và đổ tay này để mặc cái quần sọt á. Nói chung là tuần này với tuần sau là sẽ chốt áo dài cách tân nè. Chốt áo dài cách tân. Chốt luôn là đầm. Ra một lọt 20-30 mẫu đầm để bán từ từ vậy mấy chị. Ha. Tại vì bữa giờ dập xét nhiều quá Thảo. Cho nên bữa nay là phải nghỉ ngừng xét. Ha. Đầm ngọc trai ít lời của Lo Nguyện. Cho nên bữa nay là chuyển hướng mấy chị. Chờ chút gái, chờ chút nhớ nè. Chờ chút xíu nè. Coi Nguyễn Loan tỉnh nào nè. Quang bật cho nó em 280 XL nha Lùng. Coi đầm ngọc trai nha con. Đầm ngọc trai size L của Cát Tường. Bữa nào em lựa mấy cái vải chấm bi, vải holy tea, em làm đầm tầng nha mấy chị. Cũng ở trên cũng là dây vậy nè.
nhưng mà ở dưới là tầng giống như cái đầm ngọc trai á ha. Mấy chị che bụng cực kỳ đẹp, để bữa nào em mặc cái đầm bi đó xuống cho mấy chị coi. Nhưng mà ra đầm có trăm mấy ngàn, vải mê lắm mấy chị, vải mê say luôn. Mà mấy chị mặc có mấy con đầm này mấy chị thích lắm, rất là thích ha. Nãy giờ bọn mới vô kịp, từ từ mua ngay. Nè em còn một bộ môn này mấy chị, 170, sale 170. Bộ môn này dưới 72kg. Trời ơi bộ môn này vải đẹp lắm. Bộ môn này vải rất là đẹp nha mấy chị nha. Dưới 72kg bộ môn sale 170, 250 sale mà. Em nói mấy chị cái ren này nè, nó rất là mềm ha. Ở dưới đây nó sẽ như thế này nè, mấy chị thấy bên hông không? Đó bên hông. Thì mấy chị mặc nó sẽ có cọng dây nơ cột lại nè. Bộ này đẹp lắm. Rồi chốt giùm em bộ môn dưới 72kg, bán sale mấy chị 170, còn một bộ cuối cùng. Lên tiếp hàng nha mấy chị. Rồi không chốt bộ beo đúng không? Dồn bộ beo lên, dồn lên từ từ chơi tiếp. Hôm nay ưng ý cái đầm ngọc trai ghê mấy chị. Hôm nay đầm ngọc trai đúng ưng ý luôn. Dọn hàng để lên tiếp hàng sale nha mấy chị. Sale xong chút bỏ vô bao đi bên lầu luôn. Rồi lên tiếp mấy chị ơi. Bộ này sale cho mấy chị 120 ngàn. Bộ mã bò. Bộ này em còn size dưới 80kg nè. Bộ này em còn 3 bộ dưới 82kg, 2 bộ dưới 92kg, dưới 90kg và 1 bộ dưới 100kg. Rồi chốt giùm em mã bò sale 120. Sale 120 ngàn mã bò nha mấy chị nha. Nếu cái cổ có rộng thì về mấy chị thêm một miếng vải vô nghe ha. Đây mấy chị ơi, coi giùm em bộ này. Bộ này thì vải đẹp mê say rồi mấy chị. Rồi chốt giùm em bộ bò dưới 80-82kg. Bộ bò em có 2 size sale 120. Đây, bộ bò còn khoảng cỡ 6-7 bộ nha. Chốt giùm em mã bò. Mã bò dưới 82, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg mã bò. Chị nào chốt mã bò, chốt lên giùm em mã bò ha. Chốt lên giùm em mã bò. Hồi trưa nay khui hàng bên còn con áo sale 100 ngàn. Áo thun đa, áo thun đỏ. Áo thun đỏ mã đá, áo thun đỏ đá nha. Con này dưới 90kg cũng vừa 60-90kg. Con này cô tống 100%. Chốt giùm em áo đỏ ha. Chốt giùm em áo đỏ 100 ngàn. Sale 100 ngàn. Sale 100 ngàn áo đỏ. Thì nào nãy chưa chốt áo đỏ thì chốt giùm em áo đỏ. Rồi cho Tú coi lại hai mẫu đồng lần nữa ha. Rồi đây mấy chị, đây là mẫu đầm ren. Đây là mẫu đầm tay ren. Đầm nào cũng 280 đó. Đây là mẫu đầm tay ren mấy chị ha. Đây, con này thì nó dùng từ sinh rồi, nói gì nữa. Mà nó không sinh bằng con này. Tôi bán là tôi nói thiệt tình à. Mà nó không sinh bằng con ngọc trai ngày hôm nay. Đáng lẽ con ngọc trai là phải hơn 10 ngàn đó mấy chị. Nhưng mà thôi kệ, bán 280 từ sinh rồi luôn. Nè mấy chị thấy không, con này hơi bị đẹp luôn ha. 100kg bò 120 ngàn. 120 ngàn của hành mỹ. Ok bỏ vô. Thấy nó comment không, hạnh mỹ 100kg bơ rồi chị. 120. Rồi lên tiếp set nha. Để em coi từ cái mẫu set này để em bán cho mấy chị nè. Hôm nay em sẽ share cho mấy chị một cái mã đầm. Để từ từ em suy nghĩ à. Chép vô quăng lên cái ít màu quăng lên đây. Em lừa đúng đâu rồi. Rồi lên tiếp nha. Bộ ngủ này số 2 nè. Rồi bây giờ em còn 3 áo khoác mấy chị. Giờ em còn 3 áo khoác. Còn một bao áo khoác đá chị tay nè. Cái túi này hả chị? Túi này của em chị ơi, túi này không có bán. Túi này em đi rồi. Túi này của em chị. Mã bò dưới 80kg của Nguyễn Chính. Nhường cái thằng cha mày chứ nhiều không? Tập cạo đâu mày đó. 120. Lưu ý nha, khách mới lưu ý giùm anh em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Chị nào chưa tin tưởng thì xả tại cái like này, không sao, vui vẻ tứ bề. Nè, năn nỉ ỉ ôi, còn 3 áo khoác mua giùm em một cái nha.
năng nỉ mệt luôn. Chị mà mấy cái hàng đơn giản thì chị lên like á. Chị tiếng nó không có sale được Hạnh Mỹ, còn hai set kìa. Nhưng mà bây giờ sale nó sẽ bị lố, tại vì mới ra cái set đó lại dài, cho nên còn đúng hai bộ đùi 90-100kg không sale được. Nè mấy chị, áo khoác 70-100kg nha. Nó là cotton Quảng Châu mà có đá. Thì bây giờ trong cái live stream này sale cho mấy chị 180.000 ha. Nói chung là tranh thủ ngày hôm nay chốt. Thứ nhất là nó có ngón tay sọ ngón. Thứ hai nó có túi ngoài. Thứ ba nó có túi trong. Thứ tư nó có nón và có rút dây ha. Rồi chốt giùm em con áo khoác cho em. Chốt giùm em cam đất nè. Chốt giùm em mã bò nè. Sale 180 cho hết. Mã bò Chanel nè. Mã bò hai cái. Trời ơi, hồi bữa giờ em mới thấy con mã nâu này nè mấy chị. Hồi bữa giờ em mới thấy con mã nâu. Đây. Hồi bữa giờ mới thấy con mã nâu á mấy chị. Áo khoác có mấy màu đang lên là ba màu rồi nè. Cam đất, màu bò, màu nâu. Chốt giùm em hồng ruốc ha. Không chị, túi đó hết lâu rồi. Hồng ruốc. Rồi còn một mã cuối cùng là lông chuột. Còn một mã cuối cùng là lông chuột. Mấy chị lông chuột cũng có đá nha. Rồi chốt đi mấy chị ơi. À, em còn một cái con màu xanh nhớt nè. Em còn một cái con màu xanh nhớt nữa nè. Đâu của ai à? Rồi đâu của Liên Phước nè. 58. Còn một con xanh ngọc nè. Xanh ngọc xanh nhớt. Rồi chốt màu đi mấy chị. Còn có vài con thôi. Người Tây chốt phụ em cho hết đi mấy chị. Người Tây chốt phụ em nha. Liên Phước còn bill rộng. Mới sáng đi hồi nào? Mới sáng đi hồi nào? Nguyên qua em nội. Xanh nhớt của Trang Lê nè. Coi Trang Lê nào biết lùng ơi. Trang Lê xanh nhớt nè. Cái con mặt mà dễ thương nhất là cái con màu này nè mấy chị. Xanh nhớt khách lấy rồi tức tiền. Tí ơi, con ở ngoài đó còn xanh nhớt, rút cái xanh nhớt thôi. Cái con mà mấy chị dễ mặc đồ nhất là cái con này nè. À, cái con này là dễ mặc khoác nhất là con hồng nè. Rồi hồng đổ một con hồng nè. Á lộn, Yên đổ một con hồng 180 nè. Yên đổ con hồng 180. Hai cái con đầm này đừng có bỏ vô bì để chút nữa like nữa. Rồi xong chưa mấy chị? Xong có áo khoác nha. Có bao áo khoác để lên hàng khác tiếp mấy chị. Hôm nay em sẽ share cho mấy chị một mã 3D. 600 con cốt nó gần hết rồi. Sao chị? Cái lô cốt này nè. Là cái lô cốt em lấy đợt trước, không phải hàng bơm. Còn chị biết 600 con cốt nó đi đâu gì đâu không? 600 con cốt em đi gửi hết rồi. Em đi gửi mấy cái kho sỉ hết rồi. Rồi tiền em nó cũng tan nát cõi đời luôn. Lấy một cái xin nhớ cho Nguyễn Thị với tiền hả? Đó, chưa lên rin được đâu. Tại vì rin ngày nào mà về một lọt rin là sẽ lên rin luôn ha. Mà rin này là nguy cơ là bữa nay với ngày mai là nếu mà lên rin thì cũng không có còn rin nhiều ở nhà mấy chị. Còn không có chưa tới 100 cái rin lộn xộn mà like không được đâu. Rin về là phải dập phải nhiều. Chứ một like em mà còn có 70-80 cái rin là chị cũng không đủ ha. Chị không đủ thiệt. Áo khoác cam đốc với đầm ngọc trai. Chị Lo Nguyễn hồi nãy lấy gì rồi? Áo nè, 180 áo khoác nè. À, chị lấy cho Tuyền cái xanh nhớt ngoài đó rồi Tuyền ơi. Chị lấy cho Tuyền xanh nhớt rồi ha. Còn tại nếu không lấy là chị la lên. Beo là bộ Ngọc Linh. Rồi để em cắt bao áo khoác lên tiếp hàng khác nha. Cắt áo khoác nè. Cái hài lê mà cái hình nền chữ vàng vàng là hài lê gì anh? Phải không? Cái hài lê mà chữ hình nền vàng vàng là hài lê tỉnh nào vậy? Phải thành phố không? Thank you.
rồi đi tắm đi ông. Sao mà nhè gì mà bánh tá nãy túi lũa đó nè. Hà Lê nè. Ờ Hà Lê 300. Hai cái luôn. 300 cộng 300 của Hà Lê. Ờ hôm nay xin cho mấy chị một cái tiết kiếm tóc này chấp nhận luôn. Thôi đeo xếp cùng váy đi trước mày. Rồi bé bé lùng ra lấy hai xếp tờ thể thao đi con. Ờ anh mở cái xếp trắng đen này coi thử quần dài hay quần ngắn là tại Hà Lê chốt 4 bộ. Lấy thêm một cái đầm ngọc trai size L cho Loan Nguyễn chưa? Rồi, là Loan Nguyễn hai cái đầm đó. Đúng không? Quần đùi phải không anh? Rồi con lấy một cái xếp đùi trên cùng ấy. Size 2 hay 3 gì cũng được. Trên cùng nha. Rồi, hay. Rồi tiếp tục lấy một cái bộ bên này nè, bên này, bên này. Bộ thể thao bên này mà hai mẫu hai bộ 280 á. Rồi. Anh ghi Hà Lê nè, Hà Lê nên vàng, chữ vàng vàng á. Rồi bà xuống. Cái này là nhiêu? Ấy chị không nói rồi. Giờ em đọc hết cho anh là 300 cộng 300 cộng 250. Rồi. Cộng 280, rồi 4 set của Hà Lê thể thao. Rồi cho xem bộ beo sale lại lần nữa rồi là lên hàng sale. Em mà lên hàng sale này là mấy chị giật liền nè. Em nói thiệt. Tại bộ này tính em may có hai lần lận à, bộ nhúng ngực. Đây là bộ beo sale 150 nè. Bộ này bộ lụa vải đã lắm mấy chị. Bộ lụa này vải mát mê lắm. Vừa mát mà vừa mê nữa nha mấy chị nha. Bộ này mà em mặc lên một buổi chị nào cũng khen dễ thương là bộ này nè. Mà giống như là coi như giống như mình ra 20-30 mẫu là nó sẽ bị mắc phong lâm một mẫu. Mắc phong lâm thiệt. Bộ này sale còn 150. Rồi bây giờ em lên bộ nhúng. Bộ nhúng em còn có 8 bộ ha. À, bộ nhúng em còn có 8 bộ xe mấy chị 170 luôn. 240. Quần hai lưng còn. Lên mấy cục đó coi thử cái quần nào hai lưng mấy cái. Quần hai lưng 200 mặc đã. Quần tay hai lưng này mặc rất là sướng chị nghe. Hôm qua em về cái quần kia còn sướng hơn nữa. Không biết qua chị nghe có chốn không. Để em suy nghĩ thôi. Chị Hoa Đăng Nguyễn từ từ đây. Chừng nào lấy ra là em bán cho chị em may mấy luôn. Ồ đem xuống đây. Để từ từ em coi thử hàng ở đâu được. Mẹ bữa nay em bị rối loạn tiền đình rồi chị. Rồi đúng rồi đó, quần hai lưng. Rồi đây nè mấy chị bộ nhúng nè. Em nói thiệt với mấy chị ha. Cái bộ này mấy chị mặc lên mê say lắm. Bộ này kèm với quần váy. Cái bộ này mấy chị mặc lên em nói vừa trẻ trung ha. Vừa mê say. Cho em xem đầm đi tiền với. Dạ em chị Diệu Dương chờ em chút xíu nha. Chờ em 1 phút 30 giây. Cái con hình như em đang mặc size L sao á. Bà nội mẹ nó. Giác cái size L mặc vô mà biểu sao nó không chặt. Bị kéo giùm chị em ơi. Tay chân như cục cúp. Tay chân nè mấy chị thấy không vô thẳng vô đâu có được. Má chào lông nách không cũng mệt nữa. Lấy trúng cái size nhỏ mấy chị ơi. Lấy trúng cái size nhỏ ha. Lấy trúng cái size nhỏ nhưng mà bộ này dễ thương lắm, kèm với lại quần váy nè. Hơi bị dễ thương nha. Rồi Văn Nguyễn bộ nhúng size L 170. Còn không vậy? Đâu size L đâu hết trơn rồi bị. Kiểm tra lại giùm chị bộ này size gì vậy bị. Rồi L 170 của Văn Nguyễn nè. Rồi 170 ngàn của Văn Nguyễn nè. Quần mặc êm, em mua thêm nè, để em lên lại cho chị mua cho em chút xíu nha. Rồi chốt giùm em bộ nhúng đi mấy chị, dễ thương không? Hơi bị dễ thương, xe còn có 170 ngàn. Chị nào chốt bộ nhúng này chốt lên giùm em bộ nhúng nha. Em đang mặc size nhỏ cho nên hơi chật. Bộ này đẹp. Rồi bộ nhúng size L còn có 1-2 bộ rồi nha, một bộ này nữa à. Chốt giùm em nhúng xe 170, bỏ vô cái bịch ghi size L bây giờ. Rồi đúng rồi đó. Tú Nguyễn bộ nhúng 90kg. Tú Nguyễn 170 ngàn. Bên đây chị Yên không có cho kiểm tra hàng nha. Được cho biết lùng nó ghi Tú Nguyễn nè. 170 ngàn của Tú Nguyễn. Bộ này có size 100kg luôn ha. Rồi chị nào chốt nhúng chốt giùm em nhúng nha. Em có một bộ nhúng của chị Liễu Thu 80kg nè. Rồi Liễu Thu 170. Liễu Thu 170 nè. Em còn một con đầm body dưới 72-73kg. Hồi trưa chị nào chốt đầm này chưa. Con này dưới 75-76kg cũng vừa. Em còn một con đầm body hàng xuất. Bán sale con đầm này cho mấy chị giá 100 ngàn. Con này vải mê lắm mấy chị coi vải nha. Rồi chốt giùm em con đầm body sale 100 ngàn. À sale 100 ngàn con đầm body.
mấy chị có chốt bộ nhúng nữa không? Có quần dài không chị, bộ nhúng có quần dài, bộ nhúng có nhiều bộ lắm gái. Nhưng mà cái bộ mà đẹp nhất là Thảo Phạm biết bộ gì không? Bộ à? Bộ nhúng màu kem, bộ đó mặc lên cưng lắm. Để chị lấy cho em coi. Tí ơi, lấy tổng cộng mày cứ ơi bấm biết rồi nha. Lấy bộ nhúng nè, ở trên cùng là màu kem nè. Ở trên cùng màu kem size L. Kêu ở trên cùng là có đúng một mẫu kem chứ nhiêu ông. Rồi tiếp tục bộ xanh ngọc size L. Bộ beo size L. Ba bộ. Nhúng có size của Diệp Hảo. Ngọc Linh thấy lên L nè. 107. Diệp Hảo Phú Yên. Mỹ mới vừa gửi sáng bill xong giờ vô mua đồ giống quỷ rồi. Rồi đây Diệp Hảo Phú Yên. Tay 100 kg. Bộ này dễ thương. Bộ này mặc bao đẹp luôn. Rồi. Rồi bộ beo size L luôn. Rồi 107 của Diệp Hảo Phú Yên nè. 107. Rồi mấy chị không chốt nhúng rồi đúng không? Không chốt nhúng qua mẫu tiếp. Qua mẫu riết rồi đem lên hàng lên lầu. Rồi tí xuống hốt qua hàng sale đem lên lầu nè tí ơi. Hốt qua hàng sale đem lên lầu. Ai mới rồi coi đâu bị tiền đâu mất tiêu rồi. Hốt qua hàng sale lên lầu lên cái kho lầu rồi. Dồn cả tuần rồi mày để chừng nào mày lấy nữa gì? Mày lấy nữa Hảo. Bill người ta có 1 tới 3 ngày mày bill của mày cũng cả tuần rồi. Đây này tí. Hốt hết cái lặt vặt này vô bao này. Đưa cái bộ đồng vô bao này luôn. Để đưa hàng sale. Rồi lên bộ nhúng quần dài nè. Bill là khách cũ là thường xuyên mua là chỉ 1 tới 3 ngày thôi. À, Liễu Thu lấy bộ 70 à, em 7. Ủa chị Liễu Thu nhiêu ký? Chị Liễu Thu qua giờ báo em toàn là 70-80 kg không á. Từ từ lấy cái lấy bộ nhúng lại size L đi. Lấy bộ nhúng dưới cùng. Bộ nhúng màu R xanh dưới cùng ở size L. Là cái bộ mới quăng vô ở sau cùng á. Với lại một bộ 2 ịt của Hân Lê luôn. Rồi lên bộ nhúng này nè cho bé Thỏ Phạm. Nhúng beo quần dài. Nha. Mấy bộ này là 250 hả? Mấy bộ này là 250 ngàn hết nè. Beo này beo động. Nha. 250 ngàn beo nhúng. Nè bộ L đổi lại cho gì á? Đổi lại cho chị Liều Thu. Còn thấy là trỏng một cục mà trỏng mấy ông nội. Bộ này là bộ nhúng beo nè. Bộ này mấy chị mặc đưa tay lên cũng được mà bẹp vai xuống cũng được. Rồi Hân lên 170 nè. Chị nào chốt bộ beo chốt giùm em rồi bỏ bộ bò vô luôn con. Bỏ bộ bò lên luôn. Rồi Hân lên. Hân lên thành phố. Mấy chị ơi chốt giùm em bộ beo đủ size nha. Em có size dưới 70 dưới 80. Cái bộ này đẹp nè Thảo. Cái bộ này mê lắm. Cái bộ này mà khi em mặc lên hả? Trời ơi cái gì mà chị chốt L rồi chị lấy em size XL là sao chưa hiểu luôn nha. Cái bộ beo này Ngọc lên lo xin lỗi nha. Bộ beo này tự nhiên hết size XL rồi. Ủa chị Liễu Thu sao chị chốt cái gì em không hiểu luôn á. Tóm lại là em lấy cho chị nãy giờ lấy L. Mà giờ chị kêu là tự nhiên lấy L. Tóm lại chị lên chiều cao cân nặng cho em đi. Mà em nhớ chính xác là chị Liễu Thu 75kg, 76kg gì đó. Ok không? Bộ beo này tự nhiên hết ít trên lò chị. Rồi em bộ này nè Thả Phạm. Chờ chờ chút con đã có thể có đổi không? Lấy L bộ nào Thả Phạm thôi. Chờ chút xíu 1 phút. Ủa cái bộ Liễu Thu không em đổi qua chưa? Dạ bà trả lời xong. Bộ này nè. Bộ này 250. Mà cái bộ này em nói thiệt với mấy chị hồi bữa em mặc ngoài like ha. Mặc lên xinh lắm. Nè. Mặc lên rất là xinh luôn nè, cái đường, những cái đường cắt ngang là thấy không? Những cái đường xếp cắt ngang nè. Chốt giùm em màu cà phê sữa hoặc màu da gì cũng được. Bộ này 4 size. Ở sau lưng có lưng nhúng nè. Mà bộ này cưng lắm, bộ này rất là cưng. Đó, Thảo Phạm lấy bộ gì? Bộ beo hay là bộ màu kem? Hả? À, vậy là lấy thêm bộ nữa đúng không? Dạ, ok, em hiểu rồi. Rồi, đưa hàng lên lầu con, cột lại nha. Cột lại. Cái mày quăng ở đó tao thấy mấy nó ngã nghiêng ngã ngửa mày đi ngang mày không có ngứa mắt là tí đúng rồi con vừa con cột mày hói lại lên con chắc cũng chân ngay nha con đi ngang cái kho mày nó rớt ra rớt vô con ngứa mắt là tí ở trển nó gì thấy nó một đùi lộn xộn ở trển á tập cho quen chứ cứ vợ cứ con sắp có vợ có con rồi mà cứ dậy hoài mày cừ nữa làm như tôi chửi nó đèn thảy tay trâu sao ấy trời. Tao nói mày tròn tròn, mày đi một bước tao đi hai bước tao nói tròn tròn dập chém giá chết mày em luôn à.
kem để lên bộ xanh ngọc nữa. Lấy bộ da của Thảo Phạm đúng rồi gái. Cái bộ này nè bà mà về bà mặc lên không đẹp bà đi kiếm tôi bà chửi. Nè có nè con à, để xếp bộ này đi con. Thảo Phạm size L nè. Lên bộ này nữa mê nữa nè. Lên bộ này mê nữa. Đẹp chưa? Xanh ngọc. Bốn size luôn. Đó, lên bộ xanh ngọc nữa mê nữa. Thiệt. Mấy bộ này mê lắm. Mấy bộ này xưởng chị may là coi như lúc nào cũng bốn size hết Thảo. Mê nữa. 250. Rồi lên tiếp tục nha mấy chị. Hôm nay em lên tiếp tục lại. Em về lại 10 con mã quần hai lưng cho mấy chị. Size 70 đến 90 ký. Con này là 200 nè. Cái quần hai lưng này mà chị nào đã mua hàng bên em rồi là mấy chị sẽ mê. Vải đẹp lắm. Nghĩ sao Quảng Châu mà mấy chị đi ra mua quần tây không bao giờ có một quần co giãn như thế này. Lấy bộ màu da XL với lưng. Lấy bộ màu da XL. Hai lưng nha. 70 đến 90 ký nha. Trời ơi con này nè mấy chị thấy đã không? Quá trời sung sướng luôn. Nè quần này có đá ở ngay bên túi nữa nè. Rồi chốt giùm em quần hai lưng 200 ngàn. Em nói mấy chị nha, lớp từ đây xuống Cà Mau không bao giờ tét đít, chỉ có tét háng thôi. Nguyễn Ngọc Thùy Trang 250. Tí vô like cho chị 1 phút rồi tí. Vô like giá cho này kia vừa. Lùng vô khóc đi lùng. Lâu quá lùng này lùng. Lấy mày xuống mày đứng mày hỏi lại tao thôi, để tao đi lấy mày nó cho đầu. Tao đi chết cho mày vừa lòng mày tí. Size số 1, 4 màu ông nội. Rồi đưa lùng đi. Rồi xe ra. Đưa bé bay xếp hai cái bộ này lại. Đưa bé lùng xếp hai cái bộ này lại. Đưa size L lên. Rồi với lại bộ beo mày nữa này. Đưa size L vô. Rồi đưa ra ngoài kệ, đưa lên lại. Rồi 4 bộ ngủ hai, hai bộ là 250 ngàn. Em có size từ 62 đến 100 ký. Mà một khi mấy chị chốt bộ ngủ bên nhà em là mấy chị chỉ mê con lấy nè. Áo hồng một cái, áo đen một cái, áo đỏ một cái, size L đây chị gì lại. Dạ hai lưng chị. Rồi lên bộ ngủ cho mấy chị nha. Rồi để em có đem hai áo không giấy xuống không? Rồi để chị. Rồi đây. Mình lấy con tùng chừa lại. Nè lấy con phốt là thấy không? Rồi em đưa cái bộ nhúng màu size L đâu. Rồi đưa cái bộ nhúng ở đây với lộ đây cho nó lên, nó nhét lên cái bao hàng à. Vậy để em chút nữa like xong nhét luôn. Nói chung là 4 màu mấy chị ha. Nói chung là 4 màu. Mấy chị coi giùm em nha. Quần 80 kg rút ra cái, đừng có rút ra xé cái này đi. Xé cái này. Rồi mai bao một cái quần 80 kg 200. Nè mấy bộ ngủ nè mấy chị. Chốt giùm em mấy bộ ngủ vải đã đó nha. Em nói mấy chị là vải mê say luôn. Nó là lụa. À em có màu vàng nè. Mấy chị cứ chốt hai bộ 250 ngàn kèm màu giùm em, kèm màu kèm số ký nha. Đây, đây là đỏ, đây là cam đất nè mấy chị. Chốt giùm em cam đất ha. Mai ba. 200. Chốt giùm em cam đất nè. Một mã nữa là mã xanh ngọc, mã xanh đậm mấy chị. Mã xanh. Rồi mày ngồi xuống cái đống hàng đó luôn tí, đừng có lờ lượng đây nhà trước. Đây là mã xanh ha. Mã xanh nè mấy chị. Anh ơi cái chị Mai Thi My Thi mà hồi xưa hay mua đồ mình sao em sợ không ra ta. My Thi đó mấy bữa anh chốt bill ở đâu. Đây là bộ xanh nè mấy chị. Và còn một mẫu nữa là mẫu đen. Rồi mấy chị cứ chốt hai bộ kèm màu.
Mở vô cho mấy cô coi nè. Tao nói được, nó tao bán đồ nữ chứ không phải mất bị BD luôn nha tí. Đây là còn một bộ mã đen nè. Đó. Rồi chị nào chốt bộ nào thì chốt lại lên giùm em nha. Rồi tí ơi, con tiếp lại nè tí. Tiếp lại. Công việc chỉ có nhiêu đó thôi đó. Đưa cái bình lên đây rồi nó xếp từng bộ vô. Xếp cho đẹp nha. Xếp từng bộ vô rồi bỏ vô cái bao đó lại ha. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị một con áo đi tìm. Con áo này mấy chị có thò với lại một cái quần ống rộng để tìm cho em. May một cái quần ống rộng này nè. Mặc cái con áo này mấy chị đi tìm ok. Áo này em có 3 màu mấy chị. 200 ngàn. Đẹp lắm. Nói chung là cái con này là bao nhiêu người nhận là bao nhiêu người thích. Nguyễn Thu Thảo. Yên ơi mai nhớ gửi hàng. Ủa biên Nguyễn Thu Thảo qua không gửi anh? Ghi rõ ràng thứ bảy gửi. Ừ bà ghi rõ ràng thứ bảy gửi mà bà nội. Là mai đó bà nội. Nè chốt tim con áo đi tiền nè Thảo ơi. Đẹp chưa? Trời ơi tao nói đẹp chó chạy luôn mấy chị. Đẹp lắm. Đẹp lắm là đẹp luôn mấy chị. Con này mà đi tiền là mê say. Em có màu đỏ nè. Này là cái gì vậy? Ấy đủ. Anh đi mày qua thành đây. Em có màu đỏ, màu đen và màu hồng mấy chị. Ha. Màu đỏ, màu đen và mã hồng. Đây, đây là mã đen nè. Đẹp ghê mấy chị. Cái con này mặc lên tao nói nó sang chảnh đó. Hạnh Nguyễn nào đây? Hạnh Nguyễn ơi. Hạnh Nguyễn cho xin địa chỉ xong rồi. Hạnh Nguyễn lấy đen với xanh. Thức rộng là nhiêu ký? Lấy size số 1 với đen với xanh. Anh Nguyễn giờ dắt hả? Rồi để đó từ từ đi. Lên một con cuối cùng là con mã hồng hả chị? Đây. Áo này 200 ngàn một cái nha. 200 ngàn một con áo đi tiệc như thế này.
Rồi chị nào mình đang xem live chấm bài lên giùm em nha mấy chị đẹp ơi, lên tiếp nha. Áo mà ba màu 75.000 một áo nha mấy chị đẹp, 70, 75, 80 và 90 tùy mẫu ha. Rồi màu em đang mặc là màu xanh, màu em đang mặc là màu xanh lam, chị nào thích chốt em xanh lam nha. Xanh lam này em còn size 1, 2, xanh lam em còn size 1, 2, 3, 4 từ 40kg cho tới là 65kg. 75 mẫu em đang lên là 75.000 một áo, quần đen 60.000. Rồi chị nào mình thích màu này chốt giúp em nha. Chị nào thích màu này chốt cho em là màu xanh lam kèm size 1, 2, 3, 4 nha mấy chị. Xanh lam kèm size 1, 2, 3, 4 giúp em nha. Rồi lên mã xanh lam size 1, 2, 3, 4. Em lên lộn sổ mẫu thì giá từng cái em báo cho các chị thôi, như mẫu này em lên là mẫu này là mẫu đính đá nè. Mẫu đính đá thì 80.000 một áo cho các chị. Đây, cái này là đính đá thôi, cái em mới lên là hoa thiêu. Hoa thiêu á là 75.000. Rồi màu này lên giùm em là màu vàng nghệ, em còn size 2, size 4. Vàng nghệ size 2, 4 giùm em nha, size 2 là 50-55kg và size 4 là 60-65kg cho em. Chị nào thích màu này lên giúp em màu vàng nghệ kèm size 2 và 4 mã vàng nghệ. Size 2, 4 mã vàng nghệ giùm em nha. Size 2, size 4. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em vàng nghệ. Size 2, size 4 cho em nha mấy chị đẹp. Chị nào mình đang xem like chấm bài tương tác lên giúp em. Rồi lên tiếp. Nhớ không? Mẫu đính đá là 80.000, mẫu ho theo này là 75.000 và mẫu trơn này là 70.000 nha các chị. Em lên cái mẫu trơn nha. Đây mẫu trơn này là 70.000. Mẫu trơn này là 70.000 ha. Là áo trơn luôn, không có hình gì hết. Chị nào thích mẫu trơn thì chốt mẫu trơn. Rồi lên lộn xộn mẫu cho các chị ha. Màu em mặc vàng đậm. Đẹp quá mấy chị. Chị xem like chấm bài lên giùm em nha. Rồi lên giúp em vàng nghệ size 2, size 4 mã vàng nghệ nè. Quá đẹp luôn. Rồi hồng ruốc cho em. Màu này lên giúp em màu hồng ruốc, em còn size 1, 2, 3, 4, 5 màu hồng ruốc. Chấm bài lên mấy chị ơi. Chị Hà My, em chào chị Hà My. Hồi sáng mình có đơn, gọi điện chốt đơn cho mình không được luôn. Mình không có nghe điện thoại mới chốt đơn được. Rồi lên giúp em hồng ruốc nha mấy chị. Hồng ruốc ha. Size 1, 2, 3, 4, 5 mã hồng ruốc. Đẹp quá luôn. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em hồng ruốc kèm size. Hồng ruốc kèm size giùm em nha. 1, 2, 3, 4. Rồi lên mã hồng ruốc giúp em mấy chị ơi. Size 1, 2, 3, 4. Quá đẹp. Chị nào thích màu này lên giúp em hồng ruốc nha, size 1, 2, 3, 4, 40kg cho tới 1, 2, 3, 4, 5 luôn, 40kg đến 65kg màu hồng ruốc. Ồ, thấy cái view nó nhiều lắm mà sao thấy comment ta. Chị Hà My ơi, chị không có nghe điện thoại, em chưa có gửi hàng đâu, mình nghe điện thoại em mới gửi hàng được nha chị. Hồi chiều gọi điện chốt đơn chị mà chị đâu có nghe máy đâu mà gửi hàng, mình phải nghe điện thoại em mới dám gửi hàng chứ. Rồi lên cho em màu này là màu hồng 10 giờ. Hồng 10 giờ này em còn size 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Chốt mã hồng 10 giờ size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Hồng 10 giờ size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chị nào thích màu này lên mã hồng 10 giờ size 1, 2, 3, 4, 5 giúp em. Em gọi điện chốt đơn là mình phải nghe điện thoại là em mới chốt được. Không nghe điện thoại là em không có gửi hàng. Mặc dù là cho địa chỉ rồi nhưng mà không nghe điện thoại là em không gửi hàng nha. Rồi màu này là màu xanh bích. Chị nào thích chốt cho em xanh bích size 1, 2, 4. Mã xanh bích size 1, 2, 4 giùm em nha. Màu xanh bích nha mấy chị ơi. Rồi lên xanh bích giúp em size 1, size 2 và size 4. Lên màu xanh bích.
mấy chị đẹp. Màu đen em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Chị Hà My cho địa chỉ mà không nghe điện thoại là em không có gửi hàng chị ơi. Gọi điện phải nghe, tại vì hàng tới là ship người ta gọi cho mình không nghe máy là người ta trả hàng về. Em phải gọi điện là phải nghe máy thì mới gửi hàng đi được nha. Chứ mình cho địa chỉ xong rồi hàng tới gọi điện mình không nghe máy sao người ta giao hàng. Shipper người ta gọi điện cho mình rồi người ta mới tới giao hàng chứ bộ. Chị ngày mai em gọi điện chốt đơn lại chị lần nữa, chị không nghe máy thì á thì em xả đơn luôn, có nghe máy thì em mới dám gửi hàng nha. Rồi màu đen mấy chị đẹp ơi, đen em có đủ size 1, 2, 3, 4, 5, chị nào thích đen chốt đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 màu đen giùm em nha. Đen size 1, 2, 3, 4, 5 từ 40kg tới 70kg mã đen. Rồi lên cho em màu xanh lá, em còn size 1, 2, 3 màu xanh lá. Xanh lá size 1, 2, 3 mấy chị đẹp. Chị nào thích màu này lên mã xanh lá giùm em size 1, 2, 3. Xanh lá mấy chị, đẹp quá luôn. Rồi chốt cho em xanh lá 1, 2, 3 nha. Lên màu nhanh ha, các chị khỏi khuôn mặt nha. Rồi lên giúp em mã đỏ. Đỏ này là đỏ trơn nè mấy chị, đỏ trơn là 70.000 một áo, màu trơn là 70.000 một áo nha. Rồi đỏ trơn, chị nào thích màu trơn này chốt cho em đỏ trơn size 2, size 3 luôn. Size 2 50-55kg, size 3 55-60kg, lên mã đỏ trơn giùm em. Đỏ trơn không? Rồi đỏ trơn là 70.000 một áo, chốt mã đỏ trơn. Rồi đỏ có hoa thêu nè. Tại vì á, ship người ta giao hàng tới người ta gọi điện mà em nghe máy á, thì người ta mới tới giao hàng. Em không nghe máy người ta sẽ gọi điện cho chị báo là khách hàng không nghe máy là không giao hàng được, là nó sẽ hoàn trả hàng về. Cho nên là phải nghe điện thoại mới hàng mới dám gửi đi nha em nha. Rồi đỏ có hoa nè mấy chị, đỏ hoa thiêu là 75.000 nha. Đỏ hoa thiêu này em còn size 2, 3, 4, 5. Chị nào thích màu đỏ tươi này chốt cho em mã đỏ tươi. Đỏ tươi size 2, 3, 4, 5 dùm em. Rồi đỏ tươi size 2, 3, 4, 5 mấy chị đẹp ơi. Quá đẹp luôn, đỏ tươi nha. Chị nào thích lên giùm em đỏ tươi size 2, 3, 4, 5 màu đỏ tươi nè. Rồi lên tiếp màu cam đất. Ngày mai em gọi lại lần nữa nha chị Hà My ơi. Mà nếu mình nghe điện thoại chứ mà điện thoại mình mà không có lúc nào mình nghe máy là thua luôn á. Không có gửi hàng đâu. Em không gửi hàng đâu nha. Gửi tới mà không nghe máy rồi nó chuyển hoàn về mất mấy chục ngàn tiền thuế. Hàng không bán được mà mất ship rất là oan uổng luôn á. Rồi lên giúp em mã cam đất. Em có size 1, 2, 3, 4. Màu cam đất nha mấy chị. Chốt mã cam đất giùm em size 1, 2, 3, 4 nha. Rồi chị đẹp nào thích màu này lên cam đất cho em 1, 2, 3, 4 màu cam đất. Rồi màu này lên mã tím đậm. Tím đậm nha mấy chị. Tím đậm em còn size 1 và size 4 màu tím đậm. Tím đậm chị nào thích màu này lên giúp em tím đậm size 1, 4. Chị Hà My ơi, thường trong một ngày đó cái giờ nào chị hay nghe điện thoại được thì chị nói em để em biết em gọi. Rồi em biết em nói với shipper nha. Chứ mình sử dụng điện thoại mà vừa thẳng lẽ nguyên cả ngày mình không nghe điện thoại thì thôi chứ. Rồi lên giúp em màu tím đậm, em còn 1 và 4 mã tím đậm nha mấy chị. 1, 4 giùm em màu tím đậm. Rồi màu này mấy chị lên giúp em là màu đỏ măng cục nha mọi người. Đỏ măng cục này em còn size 1, size 2 và size 4, size 5. Chị nào thích màu này chốt cho em đỏ măng cục size 1, 2, 4, 5 mã đỏ măng cục. Đỏ măng cục size 1, 2, 4, 5 nha.
rồi, mai em gọi nha chị, mai em gọi mà không nghe máy thì em xả đơn nha. Vàng nghệ chị anh Kim ơi, chị vàng nghệ chị chốt sai máy với chị. Vàng nghệ là em có sai 2 với sai 4 đó chị anh Kim. Vàng nghệ là em có sai 2 sai 4 nha. Chị chốt màu sai nào thì lên sai giùm em nha chị anh Kim ơi. Rồi em lên màu măng cục. Màu em mặc là màu hồng ruốc. Rồi tím măng cục giùm em, quên màu đỏ măng cục giúp em nha. Đỏ măng cục em có sai 1 2 4 5 mã đỏ măng cục. Hết cái này em lên áo 3D nha các chị, áo 3D 90.000 một áo. Rồi lên đỏ măng cục giùm em nha. Chị nào thích màu này lên mã đỏ măng cục. Đỏ măng cục size 1, 2, 4, 5 giùm em nè. Giùm em nha mấy chị. Rồi em lên cái mẫu 3D nè. Em lên lộn
xộn ha. Là mẫu 3D là 90 ngàn một áo. Mỗi bữa chị số 1, vậy số 1 với số 2 là em còn đó chị Hồi. Số 1, số 2 em còn nha. Nhờ chị ghé em đi. Rồi mẫu này là mẫu 3D nha mấy chị đẹp. Mẫu 3D là 90 ngàn một áo. Chất nó là thun lụa Hàn Quốc ha. Chất thun lụa Hàn Quốc. Rồi cái màu này là màu đen lên cái hoa sen. Rồi chị nào thích màu này chốt cho em mã đen 3D kèm size. Đây hai bên tay áo là nó có theo in hoa luôn nha mấy chị. Tay là tay dài không phải tay ngắn thôi nha. Tay dài. Rồi chị nào thích mẫu này lên giúp em mã đen 3D kèm size 123. Ok chị Anh Kim nha. Rồi lên giúp em đen 3D kèm size 123 mấy chị. Đẹp chưa? Màu đen chị nào thích chốt cho em đen 3D giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này là 3D rồi lên cho em đen size 123 mã đen. Rồi em lên màu này là màu tím. Tím cà. Tím cà em còn size 1, size 4. Tím cà em còn 1 và 4 nha. 1 là 40 đến 50 kg. Size 4 là 60 đến 65 kg. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em mã tím cà nè. Tím cà size 1, size 4 ha mấy chị. Mẫu em đang lên 90 ngàn một áo. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em mã tím cà nha mấy chị ơi. Quá đẹp. Rồi tím cà size 1, size 4. Màu tím cà. Rồi cái này lên cho em màu xanh coban nha. Em còn size số 5, 65-70kg. 65-70kg chốt mã tím, chốt mã xanh coban giùm em. Cái này to mấy chị, để bướm lên luôn. Xem màu xanh coban nè. Rồi, xanh coban nha. Size số 5, 65-70kg vừa. Chị nào vừa chốt cho em xanh coban 5. Mẫu 3D là 90.000 một áo nha. Tím cà 50kg. Chị kiếm, chị kiếm quách ơi, 50kg cao bao nhiêu chị? Rồi tím cà 50kg chốt chị size số 1 nha. 50kg 1m55 trở lên ha, thì mặc size số 1 vừa nha chị. Rồi tím cà em còn một áo số 4. Chị nào vừa chốt tím cà 4 giùm em. Ký 1m55 rồi ok chị. Ok chị kiếm quách nha. Rồi xanh cô ban, chị nào vừa chốt xanh cô ban nha. Đỏ đô. Trời ơi đẹp quá. Đỏ đô này em còn một cái số 1 luôn. Chị nào vừa chốt giúp em đỏ đô 1. Rồi lên đỏ đô 1 cho em nè mấy chị. Quá đẹp. Đỏ đô 1 giùm em nha. Màu này màu đỏ đô lên hoa sen màu hồng. Cho chị nào thích cái này lên giúp em đỏ đô size số 1 nha mấy chị. 40-50kg vừa tùy chiều cao. Chốt đỏ đô 1 giùm em ha. Rồi đỏ đô 1. Rồi em lên màu nữa là em qua mẫu. Màu này là màu tím Huế nè mấy chị ơi, tím Huế. Em còn 2 và 4. Rồi chốt cho em mã tím Huế size 2, size 4 nha mấy chị đẹp. Màu tím Huế. Màu em mặc là đỏ đô nha. Rồi lên tím Huế cho em. Đây lên luôn. Lên tím Huế luôn nè, size 2, size 4 màu tím Huế. Rồi lên mã tím Huế giúp em size 2, size 4 mấy chị ơi, từ 50kg cho tới 55kg size số 2, 60 đến 65kg size số 4. Đó em còn 2 size nha, 2 và 4. Chị nào thích màu này lên tím Huế 24 giúp em nha. Chắc co giãn mặt cực kỳ thoải mái luôn. Rồi em qua mẫu. Một
Số 3 là 55 tới 60 kg, vừa tùy chiều cao. Ví dụ như 60 kg mà chị cao dưới 1m55 thì chị mặc qua size số 4. Còn 60 kg mà chị 1m55 trở lên thì chị mặc vừa size số 3. À, cho nên là cho em chiều cao cân nặng nha chị. Rồi màu em đang mặc là màu xanh đen. Chị nào thích chốt giúp em mã xanh đen size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh đen nha. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Rồi lên cho em xanh đen size 1, 2, 3, 4, 5. Xanh dương số 3 này. Đâu
thấy chín xe size 2, ok chị Nhi Ngọc. Chín xe size thứ 2. Chị đạp cưới ơi, chị chốt đơn, chị lên số điện thoại giùm em đi chị đẹp. Rồi xanh nè chị, xanh dương số 3 nè. Màu em mặc lên cho em mã hồng sữa kèm size 1234, 1234 nha mấy chị đẹp ơi, 1234 giùm em. Rồi ok chị, 1m50 lấy quần ngắn. Số nhỏ hơn cái này một size nha chị. Áo số 3 em lấy cho chị quần số 2 nha. Hi hi hi. Chào em quên đi quá khứ. Rồi xanh dương này chị đẹp. Trời ơi xanh dương lên đẹp lắm luôn. Em còn một cái số 3 nha. Đây em mặc lại cái xanh dương cho mấy chị xem. Cái này của chị nào ta? Của chị kiếm quá. Quên đi quá khứ ơi. Bữa nay nó có cái màu mới về này đẹp lắm nè em ơi. Rồi xanh dương nha, em lên lại xanh dương. Màu em mặc là chốt cho em là màu hồng sữa. Size 1, 2, 3, 4, 5 màu hồng sữa. Rồi xanh dương nè chị. Em còn một cái số 3 luôn không? Chị nào vừa chốt đi mấy chị đẹp. Em đứng lên nó bị ánh sáng nó hơi tối nè. Đó, ngồi như vậy đúng cái màu xanh của nó nha mấy chị đẹp ơi. Đúng màu xanh của nó như này nha. Em đứng là nó bị hơi bị khuất cái ánh đèn. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em mã xanh dương size 3 nha. Xanh dương 3 giùm em. Rồi xanh dương em còn một cái số 3. Chị Hương Lưu nè. Đó xanh dương nha chị. Còn màu xanh cô ba cũng còn cái số 3 luôn. Xanh đọt chuối không có nhưng mà có màu xanh bơ nè. Em nè màu xanh bơ rất đẹp. Rồi cái này là xanh cô ba, nó tươi hơn màu xanh dương nha. Tươi hơn màu xanh dương, em cũng còn size 3 và size 4. Chị nào thích màu này thì chốt cho em là xanh cô ba size 134 nha mấy chị. Cô ba 134 giùm em nha. Đó, nó tươi hơn, tươi màu tươi hơn cái màu xanh dương. Cho chị nào thích màu này chốt cho em mã xanh cô ba size 134. Xanh cô ba 134 nha mấy chị. Rồi chị đẹp nào thích chốt xanh cô ba 134 thì em. Màu này là màu đỏ cam. Đây đỏ cam nha mấy chị ơi. Có màu xanh bơ như vậy nè em nè. Đẹp lắm luôn nè. Nó cũng tựa lái lái màu đọt chuối á. Nhưng mà nó hơi nó vàng nhiều hơn. Rồi xanh bơ nha mấy chị, màu em đang mặc là màu xanh bơ, chị nào thích chốt xanh bơ. Xanh bơ size 1, 2, 3, 4.